Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video này mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách tạo ra một cái logo thương hiệu 3D cho riêng mình. Thì ở cái video lần trước mình cũng đã chia sẻ và hướng dẫn cách để chúng ta tạo cho cái logo đó nó xoay, nó lật theo kiểu 3D. Thế nhưng thấy có một số comment bình luận là cách tạo logo thì các bạn ấy chưa biết tạo. Mặc dù mình cũng đã có khá nhiều những cái video hướng dẫn rồi nhưng mà có thể là các bạn ấy vẫn uh, chưa xem được vậy thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ lại và với những cái cách này thì các bạn có thể tạo được tất cả những cái logo mà các bạn mong muốn và nó cực kỳ là đơn giản với những cách mới này thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn các bạn chỉ cần tải cái ứng dụng này về ứng dụng có tên là Picsart đó thì uh, các bạn có thể vào cửa hàng để chúng ta tìm đây ta chỉ cần đánh từ khóa, đây đánh đúng từ khóa Pisolab này là chúng ta sẽ tải được cái ứng dụng này về. Nhưng có một điều lưu ý là khi chúng ta tải trên cửa hàng này thì là nó là cái phiên bản tiếng Anh, nó không có tiếng Việt và nó đôi khi nó bắt chúng ta phải xem quảng cáo thì mới xuất được video, xuất được uh, ảnh nha. Đó, còn bạn nào muốn cái phiên bản bằng tiếng Việt, không phải xem quảng cáo thì liên hệ Zalo bên mình nha rồi bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn ta sẽ nhấn vào bây giờ ta mở nó lên này rồi ta hủy đây chính là cái giao diện đầu tiên khi chúng ta vào ứng dụng thì bây giờ ta sẽ có cái chữ new tech này ta xóa đi đã này bây giờ để tạo logo thì trước tiên các bạn hãy chọn một cái hình màu vàng đồng nha màu vàng đồng nếu như các bạn muốn ghép cái logo chúng ta màu vàng đồng hoặc là màu đỏ màu gì cũng được đó thì mình có chuẩn bị một số cái màu vàng đồng rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ làm như sau, ví dụ như hôm nay mình sẽ tạo một cái logo hình tròn nhá. Bây giờ mình chỉ việc nhấn vào cái dấu cộng này, nhấn vào đây. Và ta nhấn vào hình dạng, nhấn vào đây. Đó thì ta đã được một cái hình màu trắng. Thì bây giờ muốn cái hình này nó thành hình tròn thì ta nhấn vào đây này. Đây. Nhấn vào cái tam giác này nhá. Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều cái hình thì ta chọn cái hình màu tròn. À, hình, hình 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 tròn màu trắng này. Rồi bây giờ ta zoom lớn lên một chút. Đó là ta đã có một cái hình tròn màu trắng. Và bây giờ à, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái à, cái hình tròn màu vàng nhá, một hình tròn màu vàng à, rỗng giữa nhá, rỗng giữa bên trong nhá. Thì bây giờ à, rất là đơn giản, ta chỉ việc nhấn dấu tích V này đã này. Rồi ở đây nó có cái cái hình cái bút đây ta nhấn vào và ta có thể sao chép nó sao chép cái này đó bây giờ ta đã được hai cái hình tròn màu trắng thì bây giờ ta nhấn vào cái hình lục giác này ta nhấn vào biên tập bây giờ ta chọn một cái hình màu trắng thành màu đen đó thành màu đen rồi và ta có thể zoom lớn cái hình màu đen này lên một chút một chút thôi rồi bây giờ ta nhấn về trở lại đó cái hình đen nó đã nằm bên dưới nhá thế bây giờ để cho cái hình màu đen màu trắng này nó nằm ở giữa cái khung chúng ta tạo đây thì chúng ta làm như sau ta kéo xuống cái phần vị trí tương đối này ta nhấn trên cái dưới cái đó là nó vào giữa rồi bây giờ ta khóa nó lại đấy là cái hình đen rồi, ta khóa hình đen lại bây giờ đến hình trắng ta nhấn vào là và cũng nhấn trên cái dưới cái đó là nó sẽ nằm ở giữa như vậy nó rất là đơn giản nếu như chúng ta lấy tay ta chỉnh thì có khi nó nó bị lệch rồi bây giờ ta có thể thu nhỏ nếu như cái viền này hơi bé ta có thể thu nhỏ cái hình tròn trắng này một chút. Đó và ta lại nhấn vào đây. Đó, cái viền màu đen này nó lớn hơn một chút. Ta thích nó nhỏ hơn nữa ta có thể thu nhỏ lại. Đó. Đó, ví dụ như này đi. Ta đã có một cái hình tròn hình tròn màu đen và màu trắng như này. Thế bây giờ ta sẽ xóa cái màu trắng đi, ta được lại cái màu đen nha Bây giờ ta trước tiên các bạn phải làm như này đã ta nhấn vào cái dấu tích này tích V đây này ta nhấn vào và ta tích hai cái này lại thành một đó thì các bạn làm bất kỳ những cái logo hay là cái gì chúng ta phải tích nó lại như này và ta nhấn OK đó thì bây giờ cái hình này nó thành một thì bây giờ để xóa cái màu trắng đi thì ta kéo xuống đây ta kéo xuống cái phần xóa màu ta nhấn vào đây và ta bật cái này lên. Đó như vậy là cái màu trắng đã được xóa. Màu trắng được xóa nhưng bây giờ nếu như chúng ta phủ lớp màu vàng đồng lên thì nó vẫn phủ cả cái màu trắng nha. Nó chưa uh, chưa chưa thành đâu. Bây giờ để lưu nó lại. Để lưu cái này lại thì chúng ta sẽ nhấn vào đây, ví dụ mình sẽ nhấn dấu cộng này. Ta chọn hình ảnh nữa và cái này ta không lấy, ta vứt ra ngoài. Ta lấy tay ta gạt ra ngoài. Rồi tiếp theo ta nhấn dấu tích V. Đây nó đã có hai hình. Bây giờ ta lại tích hai hình này lại với nhau. Đó, lúc này ta mới phủ màu gì thì phủ nha đó bây giờ mới thành này đây là ta đã có một cái hình uh, hình tròn đó, nó rất là đều nhau này bây giờ ví dụ như ta muốn phủ cái màu vàng lên đây phủ cái màu vàng lên đây thì ta sẽ sẽ nhấn vào cái hình này đã và ta kéo xuống cái phần này kết cấu bây giờ ta nhấn vào cái mục hình ảnh đây lúc này nó sẽ dẫn tới những cái bức ảnh trên điện thoại của chúng ta nha. ví dụ như mình phủ cái màu vàng đồng này lên này rồi nhấn dấu tích về đó nó đã thành màu vàng rồi ta có thể bật cái này lên ta đẩy cái này ra một chút đó xong đã có một cái hình màu vàng và nếu như chúng ta muốn phủ một cái màu bất kỳ thì ta cũng làm tương tự nhá bây giờ ta đã có một cái hình tròn vàng như này thì nếu như chúng ta muốn nó có một cái hình tròn bên dưới nữa thì ta có thể làm như sau. Ta nhấn vào đây. Từ thư viện. Ta có thể lấy luôn cái hình này cũng được. Đây. Và ta cắt nó thành hình tròn. Đây ta nhấn vào đây là nó cắt thành hình tròn này và nhấn dấu tích V. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ ta zoom lớn lên. Ví dụ như này. Rồi ví dụ ta để này và ta nhấn vào dấu vị trí tương đối này. Đây, trên cái dưới cái xong khi chúng ta nhấn xong ta nhấn vào cái ô lục giác ở à, ô, ô ô lớp đây và ta khóa nó lại cái này cũng khóa nó lại rồi bây giờ ta sẽ cho cái cái hình tròn màu đen này đã được phủ vàng lên trên nhấn trở lại đó cái này ta cũng nhấn vào vị trí tương đối này đó như vậy là xong rồi bây giờ ta thu nhỏ nó lại ví dụ như ta thu nhỏ cái hình này vào bên trong vào bên trong như này đi rồi ta nhấn vào vị trí tương đối này có thể nó hơi mờ một chút thì bây giờ các bạn muốn nó rõ hơn thì ta làm như sau ta kéo xuống cái phần này đây bóng tối đây ta nhấn vào ta bật lên đó như vậy là nó sẽ rõ này ta đẩy này lại một chút thôi lại cũng vậy ta bật lên đó như vậy là nó sẽ rõ và tiếp theo các bạn có thể trang trí cho cái hình tròn này nó đẹp hơn một chút hoặc là bây giờ ta sao đúp cái này sao đúp thành cái nữa này bây giờ ta cho ra, ra cái bên ngoài nhất rồi ta đặt đây đó như vậy là nó đã có thành một cái hình viền bên ngoài đó bên ngoài nhá rồi ta nhấn vị trí tương đối xong ta khóa hết lại khóa lại khi chúng ta khóa ta có chạm tay vào nó cũng không di chuyển nữa đó bây giờ ta đã có cái logo như này rồi bây giờ ta chỉ việc viết tên viết chữ chúng ta lên là xong đây ví dụ như này bây giờ ta sẽ khóa tất cả cái này lại tích tất cả nó lại thành một đi thành một cái logo đi không bây giờ nó đã thành một này đó. đã thành một nha nếu như chúng ta muốn cái hình dạng nó đẹp hơn cái màu nó đẹp hơn thì ta có thể nhấn vào đây này đây dập nổi này, ta bật cái này lên nếu như nó bị nát như này ta tăng cái kích cỡ đi tăng cái cỡ như này đó tăng lên khi nào nó không bị nát nữa thì thôi và bây giờ ta mới chỉnh này đây là độ sáng tối này ok như vậy là ta đã có cái hình tròn ta đã có cái hình tròn này. Bây giờ ta muốn viết tên logo, chúng ta tên gì chúng ta viết. Thì bây giờ ví dụ như mình sẽ viết uh, tên là uh, mẹo vặt thủ thuật, thuật. Ta nhấn vào chữ này, ta nhấn dấu cộng và nhấn vào chữ và ta viết chữ. Để viết chữ ta nhấn trực tiếp vào cái chữ này hoặc là ta nhấn vào cái hình uh, chữ a này và ta nhấn vào biên tập đó. Và bây giờ mình xóa cái chữ này đi. Ví dụ bây giờ mình sẽ viết chữ mẹo vặt thủ thuật. thuật. Đó, được rồi này. bây giờ ta có thể chọn cái kiểu chữ nhé, nét chữ đây. ta thích cái mẫu chữ nào ta chọn. ví dụ mình chọn một cái mẫu chữ bất kỳ và ta nhấn được rồi. Đó. và tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cái chỗ đây ta kéo cái thanh này nha vuốt lên nó có rất nhiều những cái công cụ. ví dụ ta muốn chữ nó uốn cong thì ta nhấn vào đường cong này. Đây. ta kéo cái thanh này, Đó. ta kéo sang bên phải để nó cong xuống dưới. À, nó uốn lên trên, nó uốn lên trên. Rồi, đó. Nếu như nó như này thì ta có thể làm như sau này. Ta sẽ thu nhỏ chữ lại một chút bằng cách ta nhấn vào kích cỡ. Ta thu nhỏ lại chữ một chút. Đó. Và ta nhấn vào dấu cộng tăng dần tăng dần lên. Ta đặt vào đây. Rồi và bây giờ ta kéo tiếp xuống cái phần uốn cong. Đường cong. Đâu mất rồi. Đây. Cho nó cong vừa thôi. À. Đó và ta căn hai cái mép này cho nó bằng nhau nhá. nhẹ vật thủ thuật. Rồi. Xong rồi ta khóa nó lại. Khóa nó lại không cho nó dịch chuyển nữa. và thủ thuật và tiếp theo ta viết bên dưới một chữ gì đó chẳng hạn ví dụ như số zalo số điện thoại hay là bất kỳ một cái gì ví dụ mình viết số zalo đi ta có thể sao chép cái này cho nhanh sao chép chuyển xuống đây và ta viết số ta sẽ nhấn vào biên tập đó, ta xóa hết cái chữ đầu tiên đi ta viết số điện thoại điện thoại 2 chấm 052 8 ba không ba hai tám sáu đó ví dụ như zalo của mình như đây nhấn xong này và nhấn được rồi này à, lúc này ta lại phải uốn cong lên trên nhé ta kéo sang cái phần uốn cong đường cong này ta đẩy về bên trái đó như vậy là nó uốn cong lên trên uốn cong lên trên à, ta cứ căn căn làm sao cho nó chuẩn một chút nó hai cái chữ này bao giờ nó cũng cũng phải ở giữa không được lệch như này Đó, ví dụ lệch như này là nó không thành ta phải căn vào giữa như này Mình đang dùng bút cho nên nó đang bị lỗi Rồi ví dụ như này là xong này ta khóa nó lại khi ta khóa ta chạm vào nó không sao hết. Rồi bây giờ ta tích hai cái chữ này lại nhá, thành một nhá. Ví dụ ta muốn đặt đây một ngôi sao, đặt đây một ngôi sao thì chúng ta à, ta đặt, ví dụ đây ta nhấn dấu cộng. Ta có thể viết à, ngôi sao vào hoặc là từ thư viện này mình có cái hình gì đẹp mình có thể cho vào. Đó ví dụ mình chọn một cái hình bất kỳ. Ví dụ mình chọn cái ngôi sao này, mình nhấn vào. Rồi, thích về. xong. Ta thu nhỏ lại, ta đặt vào đây. Ví dụ như vậy nhá. Đặt vào đây. Và ta sao chép cái nữa. Đó, à, ta đặt vào đây. Đây là ví dụ mình làm cái hình ngôi sao, các bạn có thể tải những cái hình mà các bạn yêu thích để chúng ta ghép. Xong. Bây giờ ta sẽ tích tất cả những cái này lại nha. Rồi, ví dụ như là hai cái chữ này và hai cái hình ngôi sao này ta tích lại. 1, 2, 3, 4, tổng 4 cái. Ta nhấn vào đây. Ta tích nó lại. Rồi. Bây giờ bốn cái này nó đã, đã thành một này. Đó. Bây giờ ta phủ màu cho nó. Các bạn thích màu vàng ta nhấn vào đây này. Hình lục giác này này. Và ta kéo xuống cái phần kết cấu. Kết cấu. Và ta nhấn vào cái mục hình ảnh đây thì các bạn có thể chọn những cái hình ảnh màu gì cũng được màu bạc màu vàng màu à, xanh màu đỏ cũng được ví dụ mình chọn màu vàng này ta nhấn vào và nhấn dấu tích v đó nó đã phủ cái màu vàng lên đây muốn nó rõ nó nổi ta bật cái này lên đã không và tiếp theo ta nhấn dấu tích v bây giờ muốn nó nổi chữ hẳn lên thì ta sẽ kéo xuống cái phần này này bóng tối này ta bật này lên này đó chữ đã nổi này và ta đẩy cái hình này về bên trái một chút đó, cái này là dịch chuyển được nha ta thay đổi được nha và cái này cũng vậy ta bật lên bóng tối ta đẩy về bên bên trái Xong và đây nó có cái hình dạng 3D này ta muốn có cái bề dày của chữ ta nhấn vào đây ta bật cái này lên nó và nó đang là 5 nhá ta cứ đẩy về tầm 2 thôi 1 đến 2 thôi đó nó bị nát nát này không sao hết lát nữa ta chỉnh ta nhấn dấu tích V đã Đây ta nhấn vào phần dập nổi Ta bật cái này lên Nó đằng nào nó nát rồi Bây giờ ta chỉnh Ta chỉ cần nhấn vào cái góc này Phóng to hoặc thu nhỏ Đây ví dụ ta đẩy lên một chút Tí một thôi Tí một thôi Ta chấm vào đây Đó ví dụ như này Các bạn nhìn thấy chữ nó đẹp chưa Đó chữ nó đẹp rồi Chứ bây giờ ta đỉnh chỉnh lại nha Ta có thể xoay cái này ta thích cái bóng chữ nó đổ về đâu ta xoay cái này. Và ở đây nó có cái phần à, sáng tối của chữ này. Ở đây môi trường xung quanh nó có phần bo 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 tròn của à, cạnh chữ này. Ở đây độ cứng đặc biệt. Ở đây ở cái góc xiên này 40 ta có thể giảm xuống. Đó, chúng ta nhìn nó thay đổi cái cái kiểu chữ này, cái chữ kia cái, cái độ bo cong sắc cạnh của chữ nó khác này đó thì chúng ta cứ điều chỉnh ở đây nhìn thấy chỗ nào nó hợp lý, nó đẹp ta để lại, xong. và đây cái phần bóng tối này ta muốn cái chữ nó nổi hơn một chút ta đẩy cái bóng tối này lên. đó đây này nó có cái bóng bóng chữ thì nhìn chữ nó nổi hẳn lên. đó ta đã có cái chữ như này và nhấn dấu tích V. rồi bây giờ ta phải căn làm sao cho hai cái này nó hợp khớp nhau nhá nó khớp nhau này. Đó thì bây giờ à, ta chỉnh cho nó vào giữa. Sau đó ta tích hai cái này lại với nhau. Nhấn vào đây, nhấn vào đây. Tích lại. Đó, do cái cái hình bên dưới nó đang bị vỡ này. Đó ta phải quay lại. Quay lại. Đó, là cái bên trên là được rồi, chữ là được rồi, đẹp rồi. Cái hình bên dưới này ví dụ như cái này Bây giờ ta khóa lại Cái hình này Khi chúng ta phủ màu lên nó rất hay bị, bây giờ ta bỏ màu đi Rồi ta tích lại OK Nhấn mà OK ừ. Rồi ta phải quay lại rồi Đây cái này phần dập nổi này. Ta tắt cái này đi nhá. Ta tắt cái dập nổi đi. Nhấn dấu tích về. Rồi bây giờ ta sẽ tích nó lại. Đó, nó sẽ không còn bị bị vỡ nữa. Hoặc lúc nãy ta phải chỉnh từ đầu. Đó bây giờ ta đã có cái hình logo rồi. Đó, các bạn nhìn đẹp chưa? Thế còn ở giữa này chúng ta muốn trang trí cái gì thì chúng ta trang trí nhá. Ví dụ như các bạn ghép ảnh các bạn, hoặc là cái cái tên mà chủ đề các bạn đang làm. Ví dụ như mình làm YouTube, mình có thể ghép chữ YouTube lên đây. Hoặc là cái ảnh của mình, hoặc là cái sản phẩm mà mình đang bán chẳng hạn. Đó thì bây giờ muốn ghép lên ta lại nhấn vào cái hình dấu cộng này, ta nhấn vào. Và ta nhấn vào từ thư viện. Từ thư viện để chọn những cái bức ảnh trên điện thoại của chúng ta. Đó, ví dụ như là chúng ta thích một cái ảnh bất kỳ, chúng ta ghép, ví dụ mình chọn ảnh này đi. Đó, mình ghép cái ảnh của mình lên cũng được. Thì bây giờ để chỉnh hình tròn ghép thành hình tròn thì trước tiên các bạn hãy nhấn vào ô vuông 11 này đã nhấn vào đây đó và bây giờ chúng ta mới nhấn vào hình tròn ấy như vậy thì nó mới tròn còn nếu như chúng ta không chọn thì nó cứ dài dài như này, này thì nó không được tròn đâu ta phải nhấn vào ô vuông này đó thì nó mới tròn và bây giờ ta có thể căn ta muốn zoom lên ta lấy tay ta zoom zoom ảnh lên đó, ví dụ như này, ta muốn zoom ảnh ta thu nhỏ cái này lại là zoom được nha. Rồi ta nhấn dấu tích về, ví dụ như này, ta đặt vào đây. đó, như vậy là ta đã có một cái logo. hoặc là chúng ta muốn chữ youtube hay là những cái sản phẩm của chúng ta thì chúng ta làm tương tự. đây mình có từ thư viện có một số cái hình ảnh như này. giờ mình ghép vào chẳng hạn. Đó mà có rất nhiều bạn cũng đã chia sẻ cách làm này mình cũng chia sẻ khá nhiều nhưng mà có thể một số bạn vẫn chưa xem được những video đó thì hôm nay mình sẽ làm cái video này mong là các bạn có thể xem được đây ví dụ cái YouTube đây. Đây, cái này là mình cũng làm bằng cái ứng dụng vừa rồi à, cái ứng dụng mình đang làm đi, clip ta đặt chữ YouTube vào đây gần cái ảnh ta thích xóa thì ta xóa thì ảnh này ta có thể xóa đi đây này thì ảnh này ta có thể bỏ đi chẳng hạn đây ta viết chữ YouTube ta đặt đến đây ta thêm mấy ngôi sao mấy cái gì vào đây thì chúng ta thêm đó ví dụ như này cái ảnh này ta thích để thì để mà không để thôi đó ví dụ mình để chữ YouTube này thì mình sẽ đặt vào giữa như này hoặc là mình để cả chữ YouTube và hình ảnh của mình Bây giờ mình sẽ đặt chữ YouTube xuống bên dưới một chút rồi ví dụ như này đi là mình đặt lên trên này nó để biểu tượng YouTube bên dưới thì nhìn nó hơi phản cảm mình đặt trên đầu đi ví dụ như này rồi bây giờ mình lưu lại trước khi lưu ta tích hết cái này lại với nhau ta lưu để cho nó đỡ bị lỗi đó, bây giờ ta đã được một cái logo hoàn chỉnh. Và lúc nãy mình chỉnh cái này chưa chuẩn. Khoan đã. Cái ảnh này mình chỉnh chưa chuẩn này. Đây, cái ảnh này. đây ra nó phải nằm ở giữa. Nó muốn chuẩn hơn, ta cứ nhấn vào đây này. Vị trí tương đối này. Và cái này cũng vậy. Nhấn vị trí tương đối. Đó, như vậy là chúng ta không cần phải đẩy đi đâu hết. Chuẩn luôn. Cái này thì nó không phải ở giữa thì ta phải đẩy. Rồi bây giờ ta tích hết cái này lại với nhau. Tích vào. Ok, đó ta đã có cái logo. Và bây giờ để chúng ta lưu riêng cái logo này không không có cái nền xanh bên dưới nha Thì chúng ta nhấn vào đây này. Ở đây nó có cái phần trong suốt. Và nếu như chúng ta thích màu ta nhấn vào đây nó cũng có rất nhiều màu đây màu gì cũng có này thích màu ta nhấn đây này đó màu này đó thích màu ta nhấn đây rất là nhiều màu và nếu như chúng ta không thích màu ta nhấn vào chỗ trong suốt này là ta lưu được riêng cái logo này thôi ta ghép lên bất kỳ một cái video nào của chúng ta cái bức ảnh nào của chúng ta đó, bây giờ ta muốn lưu lại ta nhấn vào đây và ta nhấn lưu dưới dạng hình ảnh thì ở đây nó sẽ có cái kích thước này ta nhấn vào cái cái mũi tên chỉ xuống đi ta lưu với độ phân giải đây bên dưới nhất ultra rồi lưu vào bộ sưu tập ultra là cái chất lượng của nó nét nhất rồi đã xong rất là đơn giản ta đã tạo được một cái logo riêng cho chúng ta ta vào bộ sưu tập ta xem nhá đây cái logo ta vừa tạo đây đó, cực kỳ là sắc nét luôn, kể ta zoom lớn lên, nó cũng không bị vỡ này. nó khi chúng ta lưu ở cái hình dạng ultra là nó rất là nét, cái độ phân giải ultra đó, kể ta zoom lớn lên, rất là nét luôn. và để chúng ta ghép cho nó xoay, nó xoay 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 xoay, đó, giống như này này, này nó đã xoay như này này. đó cái hình nó xoay như này thì uh, có hai video trước mình cũng đã chia sẻ và hướng dẫn rồi đây có một bác uh, cũng đã uh, thuê bên mình làm mình cũng đã làm một cái logo như này đây cho bác ấy ở đây nữa hoặc là các cái logo của mình ở đây mình cũng đã làm đây ví dụ cái này nó hai mặt luôn xoay hai mặt luôn khi chúng ta ghép nền xanh này rồi thì chúng ta có thể tách nền xanh ra ghép lên bất kỳ một cái video nào nhá đó và chỉ như vậy thôi là ta đã tạo ra được một cái logo thương hiệu cho riêng mình đó thì bạn nào chưa biết thì có thể xem kỹ cái video này là chúng ta có thể tạo ra được nha. và nếu thấy hay các bạn cho một like một đăng ký để ủng hộ cho kênh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại